Xin chào, bạn thức dậy và bật TV. Chương trình vẫn đang phát sóng, còn bạn tiếp tục với những thói quen buổi sáng của mình. Đang có chương trình tin tức và bạn nghe thấy biên tập viên nói gì đó về nhện, chính quyền thành phố và cuộc xâm chiếm. Trong khi bạn đang làm cháy bánh mì. Nghe như khoa học viễn tưởng nên bạn cũng không chú ý lắm. Có lẽ họ đang nói về một bộ phim hành động mới. Một tiếng sau, bạn lên xe và bật radio. Tín hiệu yếu một cách kỳ lạ, bạn chỉ nghe được lẩm bẩm vài từ. Nhện, thận trọng, chưa từng có, hãy cẩn thận, ở nhà cho đến khi. Bạn bắt đầu thấy lo lắng, họ đang cảnh báo về mối nguy hiểm gì vậy? Bạn lái xe qua khu phố gần nhà để vào trung tâm thành phố. Nhưng khi chuẩn bị rẽ vào đường chính, chân bạn đập phanh, còn đầu óc bạn bỗng trở nên trống rỗng. Một sinh vật khổng lồ, 8 cái chân đầy lông, 8 con mắt hình cầu rất lớn, chia thành hai hàng. Một vài con mắt to bằng quả bóng đá. Không còn nghi ngờ gì nữa, con quái vật có kích thước bằng xe ô tô kia là một con nhện khổng lồ. Thật không may, phát hiện này không giúp não bạn hoạt động bình thường trở lại. Bạn vẫn bất động tại chỗ, nhìn sinh vật đang tiến lại càng lúc càng gần. Bạn không quá sợ nhện, thậm chí còn từng nuôi một con khi còn nhỏ. Đó là lý do tại sao bạn biết rất nhiều về chúng. Nhưng trời ơi, chúng không to thế này. Như bị bù mê, bạn nhìn chăm chăm vào mình con nhện. Bộ phận đó gồm hai phần nối với nhau bởi vòng eo thon gọn. Bạn nhận thấy các cơ quan giăng tơ trên bụng của nó và tự hỏi liệu mạng nhện của nó có dày và chắc như dây nylon không? Con nhện tiến lại gần hơn nữa và bạn có thể thấy hai hàm răng lớn với những chiếc răng nanh đáng sợ. Chúng hẳn cực kỳ hoàn hảo để đâm xuyên con mồi. Đó thực sự là một mối nguy đáng sợ. Suy nghĩ cuối cùng này giúp bạn thoát khỏi trạng thái sững sờ. Bạn cuống cuồng vào số và từ từ lùi lại, cố gắng không chọc tức con quái vật. Ngay khi khoảng cách đã đủ an toàn, bạn xoay sở đánh một vòng chữ U rồi nhấn ga. Lốp xe rít lên, tim bạn đập loạn xạ và lòng bàn tay bạn đổ mồ hôi. Khi đã trở về nhà an toàn, bạn bình tĩnh lại, nhưng chỉ một chút thôi. Bạn lao vào phòng khách và bật tivi lên. Và lúc đó, bạn nhận ra không phải mình đang gặp một cơn ác mộng khủng khiếp, mà con bọ lớn đó là thật. Những sinh vật đầu tiên lẻn vào thành phố vào đêm qua, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà chức trách không biết chúng đến từ đâu và tại sao chúng lại to lớn như vậy. Hiện giờ, toàn bộ thành phố bị tê liệt. Bạn nhìn những chiếc xe bị bỏ lại ngay giữa đường và những người đang hoảng loạn, la hét, chạy đi tìm nơi ẩn nấp, giống như phim khoa học viễn tưởng về cuộc xâm chiếm của người ngoài hành tinh vậy. Bạn nghĩ thầm, nhưng chờ đã, đây đúng là một cuộc xâm chiếm mà. Cảnh tượng đã thay đổi, bạn nhìn thấy một con nhện khổng lồ đang leo lên một trong số ít những tòa nhà chọc trời ở khu thương mại. Điều này khiến bạn nhớ lại lúc con nhện cưng trốn thoát khỏi bể kính và bắt đầu cuộc hành trình quanh ngôi nhà. Tiếng hét của cô em gái vẫn còn văng vẳng bên tai. Dù sao thì sự việc đó cũng khiến bạn tò mò. Sau khi tìm kiếm trên Internet, cuối cùng bạn đã biết được tại sao nhện lại có thể bò lộn ngược và trên bề mặt thẳng đứng. Bí quyết bám dính thành công của chúng nằm ở hàng ngàn sợi lông nhỏ trên đầu các chân. Đó là thứ giúp sinh vật trong TV này chinh phục được tòa nhà bằng kính. Bang! Bạn giật bắn mình. Tiếng loạn soạn đó có phải phát ra từ nhà bếp không? Lý trí thôi thúc bạn đi tìm hiểu, phớt lờ mong muốn khó cưỡng lại là trốn dưới gầm giường. Bạn nhích từng bước dọc theo bức tường về phía nhà bếp và thận trọng nhìn vào bên trong. À! Một cái chân nhện to lớn đang che nửa cửa sổ. Bang! Thêm một cái chân nữa. Bạn tự hỏi từ lúc nào mà cuộc đời mình lại biến thành một bộ phim kinh dị, kinh phí thấp thế này. Mấy chiếc chân di chuyển ra xa, nhưng vì lý do nào đó, bạn vẫn không cảm thấy ổn hơn. Bạn dành vài ngày nằm trên sofa để xem TV. Lũ nhện đã chiếm lĩnh thành phố. Rất nhiều người dân ở trong nhà. Hầu hết trong số họ sợ hãi đến mức không dám mạo hiểm đi đến cửa hàng tạp hóa gần nhất. Tuy nhiên, mọi thứ chưa đến mức thê thảm. Nhiều người vẫn tiếp tục đi làm và sản xuất chưa ngưng lại. Khó khăn duy nhất là giao đồ đến các cửa hàng. Việc này mất nhiều thời gian hơn trước do mạng nhện. Mạng nhện rất chắc và trải dài hàng chục mét và gần như không thể bị phá hủy. Bản thân các sợi tơ không dính, mà độ dính đó đến từ những giọt keo nhỏ do nhện tiết ra và để dọc theo các sợi tơ. Trung tâm mạng nhện thường không có keo để nhện có thể đi lại dễ dàng. Và khi chúng di chuyển dọc theo các sợi tơ, các móng vuốt đặc biệt trên chân chúng không bị kẹt lại. Ngày nào đó, điều không thể tránh khỏi đã xảy ra.
một tài xế xe tải không nhìn thấy tấm màn nhện mới được dệt và chiếc xe lớn nặng không dưới 10 tấn bị kẹt vào đó. Bạn có thể thấy thảm họa đang diễn ra ngay trước mắt mình. Các phóng viên truyền hình luôn túc trực để lấy tin. Một con nhện đang bò qua màn nhện, càng lúc càng tiến lại gần chiếc xe. Bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của người tài xế. Nhưng sau đó, điều vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Con nhện mất hứng và bỏ đi. Đó là cách chúng ta phát hiện ra rằng, vì một lý do bí ẩn và không thể giải thích nào đó, nhện không hứng thú với con người. Đã vài tuần kể từ khi nhện xuất hiện trong thành phố, trong thời gian này, bạn phát hiện ra những con vật đó chạy rất nhanh. Ngay cả một con nhện cỡ trung bình cũng rất nhanh. Cuộc tấn công của nó thường kéo dài không tới 1/4 giây. Và một con nhện đang chạy có thể đạt vận tốc lên tới 0.5 m/s. Bạn cũng đã quen với việc phải hết sức chú ý khi lái xe. Nếu không, sẽ có nguy cơ va phải một trong những bộ xương ngoài nằm rải rác trên đường. Nhện có lớp vỏ cứng, không phát triển được. Vì vậy, khi nhện cần tăng kích thước, nó sẽ lột bỏ bộ xương ngoài của mình. Một số quận trong thành phố gặp vấn đề với tín hiệu điện thoại di động vì có quá nhiều con nhện đang cùng lúc cố bám vào một trạm phát sóng. Hầu hết các trạm đã đổ dưới áp lực này. Vài công viên ở trung tâm thành phố thay đổi đến mức không thể nhận ra. Mạng nhện bao phủ hoàn toàn cây cối, bụi rậm và băng ghế ở đó khiến chúng trở thành những nơi không mấy thân thiện. Một số người, chủ yếu là những người mắc chứng sợ nhện, đã rời thành phố. Những người không thể ra đi vì lý do nào đó đã phải đến gặp các chuyên gia tâm lý. 4 tháng sau, cuộc sống của bạn ít nhiều đã trở lại bình thường. Bạn đi làm, đến siêu thị, đặt giao hàng pizza và gặp gỡ bạn bè vào thứ sáu hàng tuần. Sự khác biệt duy nhất là bây giờ bạn phải xem tình hình trên một ứng dụng đặc biệt trước khi ra ngoài. Nó cho biết những màn nhện mới xuất hiện trong đêm. Một số màn nhện làm tắc nghẽn giao thông và ứng dụng chỉ bạn đường khác để đi. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng đó để theo dõi nhện. Mặc dù nhện cố gắng không lại gần con người, nhưng tốt hơn là vẫn nên tránh những sinh vật này. Đã có vài trường hợp nhện đang chạy và vô tình va phải một người khiến họ ngã nhào. Thi thoảng, bạn về nhà và thấy ngôi nhà bị màn tơ nhện bao phủ. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề lớn. Bạn chỉ cần gọi dịch vụ gỡ bỏ màn nhện và ngôi nhà sẽ trông như mới ngay lập tức. Một đêm, bạn thậm chí còn nghĩ đến việc thuần hóa một trong những con nhện khổng lồ đó. Đó là khi bạn nhận ra con người có thể làm quen với hầu hết mọi thứ. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà chức trách đã bắt đầu cho xây khách sạn mới để phục vụ hàng nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới. Họ háo hức muốn thăm thành phố đáng sợ nhưng độc đáo của bạn. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành với Soi Sáng nha!